bé gái 2 tuổi tử vong, ba người hôn mê trong phòng kín do ngộ độc khí CO. Cảnh báo học sinh tự chế pháo nổ theo YouTube dịp Tết. Vì sao 4 giám đốc, phó giám đốc sở ở Quảng Nam bị cách chức? Người đàn ông ngày hai lần đi phân luồng giao thông, tặng xăng cho công nhân. Du khách quốc tế hào hứng có bánh trưng đón Tết cổ truyền Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức từ giờ mới nhất. Vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Ngày mùng 3 tháng 2, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết đơn vị đang tiếp nhận điều trị hai bệnh nhân, gồm bà LTM 68 tuổi và con gái là HTL 35 tuổi, cùng ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang do ngộ độc khí CO. Cả hai bệnh nhân đang phải thở máy oxy liều cao, kết hợp điều trị nâng đỡ. Trước đó vào tối mùng 1 tháng 2, bà M, chị L Cùng hai con gái ngủ trong phòng kín, đốt than sưởi ấm. Ngày hôm sau không thấy gia đình đi ra ngoài, hàng xóm sang kiểm tra, phát hiện ba người đang nguy kịch, bé gái sinh năm 2022 đã tử vong. Chị lờ và mẹ sau đó được người dân đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, trong khi bé sơ sinh đang điều trị tại bệnh viện Sản Nhi An Giang. Theo bác sĩ Phạm Ánh Ngân, khoa Nội y học cổ truyền, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3, Thời điểm cuối năm hay lúc thời tiết trở lạnh khắc nghiệt, người dân thường có thói quen đun củi, đốt than đá để sưởi ấm. Trong khói than có chứa nhiều thành phần độc hại như CO, CO2, nitơ oxit, lưu huỳnh oxit, muội than, hydrocarbon chưa cháy hết. Khi tỏa ra trong không khí, các chất này có thể là tác nhân khởi phát cơn khó thở đối với người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Người bệnh hen xuyến là tác nhân gây ngạt với hệ hô hấp non nớt của trẻ em. Ngoài ra, tiếp xúc thường xuyên với khói than làm tăng nguy cơ nhiễm trùng hô hấp. Biểu hiện ngộ độc khí CO bao gồm đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, thay đổi chi giác, co giật, hôn mê. Nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Thưa quý vị, càng gần Tết Nguyên đán, càng nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do pháo tự chế. Mới đây tại Quảng Nam, một học sinh tiểu học tự chế pháo nổ theo hướng dẫn từ YouTube dẫn đến tai nạn thương tích phải nhập viện cấp cứu. Càng đến gần Tết Nguyên đán, càng nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do pháo tự chế. Mới đây nhất, một học sinh 10 tuổi tại Tam Kỳ nhập viện trong tình trạng tổn thương lòng bàn tay, đụng dập, tụ máu nhiều. Chưa kể, bệnh nhân còn có vết thương sâu ở cánh tay. Các bác sĩ của Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, bỏng và phục hồi chức năng kịp thời cấp cứu xử lý vết thương, tiến hành điều trị cho bệnh nhân. Qua người nhà cho biết, em này học theo YouTube và làm pháo tự chế tại nhà dẫn đến tai nạn. Theo các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, tổn thương do pháo nổ thường phức tạp và gặp ở nhiều vị trí như bàn tay, mặt, thân người. Trong đó, gặp phải nhiều nhất thường ở vị trí lòng bàn tay, cánh tay. Việc điều trị thương tích do pháo cũng khó khăn, tốn kém, thậm chí để lại di chứng nặng nề. Ghi nhận tại nhiều cơ sở y tế, đa số bệnh nhân gặp tai nạn pháo nổ thường ở độ tuổi từ 10 đến 16, và nguyên nhân là tự chế pháo để chơi dịp Tết. Trong khi đó, hiện nay trên mạng xã hội, tình trạng mua bán hóa chất chế tạo pháo cũng như những clip dạy chế tạo pháo vẫn diễn ra công khai. hàng loạt hội nhóm trao đổi, mua bán nguyên liệu chế tạo pháo hình thành. nếu có nhu cầu chỉ cần tham gia vào nhóm là có thể đăng tải thông tin mua các loại thuốc nổ, dây cháy chậm, vỏ để làm pháo. tại các kênh YouTube dạy đặt clip hướng dẫn cụ thể công thức, trộn hóa học để tạo pháo. từ pháo hoa, pháo quay bông, pháo trứng cho đến pháo cối, pháo dàn, pháo bi đều được hướng dẫn. theo cơ quan chức năng pháo tự chế có thành phần hóa học rất đa dạng và dễ dàng mua ở các cửa hàng bán hóa chất như lưu huỳnh, phốt pho, magie, carbon nên nhiều người tự chế pháo. Công thức chế tạo pháo hiện nay được chia sẻ nhiều trên mạng. Tuy nhiên, người chơi thường không kiểm soát được chất lượng, hàm lượng. Đa số người chế tạo pháo đều tiếp xúc gần. Trong khi đó, các chất này có thể gây cháy nổ bất cứ lúc nào. Như một hồ chuông báo động, từ sự quản lý của gia đình cho đến công tác giáo dục phía nhà trường, cần được đặt lên cao hơn để trẻ ý thức được những nguy hiểm, thậm chí vi phạm pháp luật từ việc sử dụng pháo nổ, pháo tự chế. Sáng mùng 3 tháng 2, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông C08 vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Vụ tai nạn liên hoàn khiến giao thông kẻ xe kéo dài lực lượng cảnh sát giao thông đã phải tạm đóng lối vào cao tốc để xử lý. Trước đó khoảng hơn 6 giờ sáng cùng ngày, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, đoạn qua địa phận huyện Long Thành, Đồng Nai. Cụ thể tại km 34 700 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, một ô tô phía trước đã thắng gấp khiến ba xe chạy cùng chiều phía sau không xử lý kịp. Tông dồn toa liên tiếp tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn bốn xe ô tô. Tại hiện trường, bốn xe hư hỏng nhiều ở phần đuôi và đầu xe dính chùm vào nhau. Rất may những người đi trên 4 xe chỉ bị thương nhẹ. Vụ tai nạn khiến ùn xe kéo dài khoảng 10 km, lực lượng cảnh sát giao thông phải đóng lối vào đầu cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây tại thành phố Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc. Theo cơ quan chức năng, do thời điểm cuối tuần lại nhiều người dân bắt đầu về quê đón Tết, lượng xe tăng đột biến cộng với ảnh hưởng của vụ tai nạn nên xảy ra ùn ứ trên đoạn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây gây ra tình trạng kẹt xe lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý đường cao tốc nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường điều tiết giao thông. Theo đơn vị quản lý đường cao tốc là công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam, VECE. VECE đang tổ chức phân luồng điều tiết để giao thông đi lại được thông suốt. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Xây có tổng chiều dài gần 55 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h, được đưa vào sử dụng từ năm 2016 Tuy nhiên, thực tế lưu lượng phương tiện hiện đã vượt quá công suất thiết kế, khiến tình trạng ách tắc thường xuyên xảy ra. Cơ quan chức năng đang xem xét các phương án mở rộng cao tốc này lên 10 làn xe, dự kiến hoàn tất vào năm 2026. Ngày 2 tháng 2, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam sang nhận thông tin Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký các quyết định cách chức một giám đốc, ba phó giám đốc sở sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cụ thể, ông Lê Ngọc Tường bị cách chức giám đốc Sở Ngoại vụ Ông Thân Đức Sửu bị cách chức phó giám đốc Sở Tài chính. Ông Nguyễn Văn Thọ bị cách chức phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Nguyễn Văn Văn bị cách chức phó giám đốc Sở Y tế. Hiện tỉnh Quảng Nam chưa có chủ trương cụ thể sắp xếp các nhân sự thay thế các vị trí trên. Trước đó, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 33 quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi đảng đối với các ông Lê Ngọc Tường và ông Nguyễn Văn Văn. Ông Nguyễn Phú và ông Trần Thanh Hà bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Bốn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo sở ở Quảng Nam đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch. Đồng thời, các trường hợp trên cũng vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC thực hiện. Nhiều tháng qua, người dân và hàng nghìn công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa đã sơ đổi quen thuộc với hình ảnh người đàn ông điều tiết giao thông ở ngã ba quốc lộ 47 giao với cổng khu công nghiệp vào mỗi giờ tan ca. Người đàn ông này là anh Nguyễn Hữu Hải, 46 tuổi, quê ở Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bất kể nắng hay mưa, mỗi ngày hai lần, anh Hải đều đặn đến ngã tư khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa để điều tiết giao thông, phát xăng miễn phí cho công nhân. Theo anh Hải, trước đây Vợ chồng anh làm nghề kinh doanh quán cà phê tại tỉnh Bến Tre. Tháng 5 năm 2023, do trục trặc về chuyện gia đình nên anh dọn về quê ở cùng bố mẹ ở xã Quảng Hùng. Thời gian sinh sống ở quê, nhiều lần đi qua khu vực ngã ba giao nhau giữa quốc lộ 47 với đường vào khu công nghiệp Lễ Môn. Anh Hải thấy thường xuyên xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông nên anh tự nguyện ra đường để điều tiết giao thông vào mỗi lúc công nhân tan ca. Anh Hải cho hay, những ngày đầu khi thấy anh đứng ở ngã ba đường, thổi còi phân làn xe đang lưu thông trên đường. Nhiều người nghĩ anh bị gàn dở. Thậm chí, một số người còn cho rằng anh bị ngáo đá. Bố mẹ anh tỏ ra lo lắng, sợ anh bị xe đụng. Thời gian đầu, mọi người gần như không nghe hiệu lệnh của tôi. Có người còn nghĩ tôi bị ngáo đá nên phớt lờ. Nhưng thời gian sau thì mọi người hiểu và ý thức được việc của tôi làm nên đã tuân thủ, nghiêm chỉnh chấp hành. Được giúp đỡ mọi người mỗi ngày, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Công việc điều tiết giao thông đã được anh Hải duy trì hơn 9 tháng qua bất kể nắng hay mưa, anh Hải đều đặn mỗi ngày hai lần ra đường giúp đỡ mọi người. Nhiều công nhân gọi anh với cái tên quen thuộc, anh Hải Giao thông, Hiệp sĩ Giao thông. Chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng ngày 3 tháng 2 tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đã diễn ra lễ hội bánh trưng lần thứ 11. Sự kiện này đã thu hút số lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế đang lưu trú trên địa bàn tỉnh tham gia. Trong đó, du khách quốc tế rất hào hứng với phong tục gói bánh trưng đón Tết cổ truyền của người Việt. Điểm đặc sắc nhất của lễ hội lần này là hội thi khách quốc tế làm bánh trưng bằng lá rong. Gần 80 du khách trong nước và quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Australia, Phần Lan, Hàn Quốc đã được trải nghiệm mặc những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam và được tự tay gói những chiếc bánh trưng. Theo ban tổ chức, bánh trưng là loại bánh không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam, nhưng với khách quốc tế thì khá xa lạ sau khi được giới thiệu về lịch sử ý nghĩa của chiếc bánh trong văn hóa ẩm thực của người việt nhất là trong những ngày tết du khách bắt đầu tự tay gói bánh lễ hội bánh trưng không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là cơ hội để cộng đồng kỷ niệm tôn vinh nét đẹp truyền thống của ẩm thực việt nam qua việc tham gia làm bánh trưng tận hưởng không khí vui tươi của lễ hội mọi người còn có cơ hội hòa mình vào không gian đầy ý nghĩa và sắc xuân truyền thống từ lâu sự kiện đã trở thành một sự kiện thu hút du khách đến với bình thuận mỗi dịp tết đến xuân về từ các nguyên liệu như nếp đậu xanh thịt heo lá rong dây lạt và khuôn bánh khách du lịch vừa chăm chú nghe hướng dẫn vừa tỉ mỉ thực hiện từng công đoạn từ xếp lá vào khuôn cho nếp đậu thịt lợn vào cho đến cột bánh bằng dây lạt để hoàn thành một chiếc bánh trưng là trải nghiệm đầy cảm xúc đối với nhiều người đặc biệt là đối với khách du lịch quốc tế Lễ hội bánh trưng năm nay được tổ chức trong những ngày cận Tết Nguyên đán Sắp Thìn 2024, cùng với không khí xe lạnh đã tạo nên nét đặc sắc của hương vị Tết cho du khách. Ông bà Kiki và Jorgen, du khách đến từ Thụy Điển, thể hiện sự thích thú đối với không khí và không gian tại lễ hội. Cách tổ chức làm cho mọi người rất vui vẻ, hào hứng, cảm nhận được không khí nô nức đón Tết của người Việt Nam. Việc làm bánh trưng đối với ông bà không dễ dàng, mặc dù đã thử làm nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy rất thú vị. Ngoài ra tại lễ hội còn có các gian hàng tái hiện lại một số hoạt động ngày Tết cổ truyền như viết chữ thư pháp, làm cào cào lá tre, gian hàng ẩm thực với các món ăn truyền thống dịp Tết. Du khách đến đây vừa được hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày Tết cổ truyền, vừa được háo hức khám phá, tìm hiểu thêm về ẩm thực truyền thống ngày xuân của người Việt Nam. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!